Thì người rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ trên kênh HJD News. Chuyên cơ của ông Trump va chạm tại sân bay Mỹ Kính thưa quý vị, máy bay Boeing 757 của cựu Tổng thống Trump va chạm với một phi cơ đang đổ tại sân bay West Palm Beach khi đang di chuyển trên đường lăn chưa rõ mức độ hư hại. Vụ va chạm xảy ra tại sân bay quốc tế West Palm Beach ở tiểu bang Florida cuối tuần trước. nhưng thông tin chỉ được cơ quan hàng không liên bang Mỹ FAA công bố vào ngày 14 tháng 5. Giới chức Mỹ không cho biết mức độ hư hại của hai phi cơ, cho biết thêm rằng họ đang mở cuộc điều tra nguyên nhân dẫn tới sự cố. Cơ quan này ra thông cáo cho hay, máy bay Boeing 757 thuộc sở hữu tư nhân hạ cánh an toàn ở sân bay West Palm Beach rạng sáng ngày 12 tháng 5. Trong quá trình di chuyển trên đường lăn, đầu cánh phi cơ đã va chạm với cánh đuôi ngang của máy bay của doanh nghiệp nằm trong sân đổ. Sự việc xảy ra tại khu vực không thuộc quyền quản lý của FAA. FAA nói rằng chiếc Boeing 757 có mã đăng ký N757AF nhưng không đề cập đến trực tiếp chủ sở hữu. Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu hàng không Mỹ cho thấy đây là mã đăng ký máy bay Boeing 757 của cựu tổng thống Donald Trump. Các bức ảnh chụp máy bay cũng cho thấy mã đăng ký N757AF ở phần đuôi phi cơ chưa rõ ông Trump có mặt trên máy bay vào thời điểm va chạm. Cựu Tổng thống Mỹ và chiến dịch tranh cử của ông chưa bình luận về thông tin. Donald Trump hồi tháng 10 chi 100 triệu đô la Mỹ để mua và cải tạo đáng kể chiếc Boeing 757. Máy bay có một phòng ngủ, hai phòng khách, phòng họp và nhà ăn, trang bị hệ thống giải trí hiện đại, nội thất mà vàng và có thể chở đến 43 hành khách. Cựu Tổng thống Mỹ hồi đầu năm nay kêu gọi Boeing nối lại dây chuyền chế tạo dòng 757 vốn đã ngừng sản xuất từ năm 2004. Ông nói đây là dòng máy bay đẹp nhất và dễ điều khiển nhất, xét theo quan điểm của phi công mà Boeing từng chế tạo. Ông Biden thách thức so găng tranh luận. Ông Trump lập tức đồng ý. Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 15 tháng 5 đã đăng video thách thức người tiền nhiệm Donald Trump tham gia tranh luận và ông Trump đã đồng ý. Tổng thống Biden nói trong video được đăng trên mạng xã hội X rằng: Ông Donald Trump đã thua tôi hai lần tranh luận vào năm 2020. Kể từ đó, ông ấy chưa từng tham gia tranh luận. Bây giờ ông ấy hành động như thể muốn tái đấu với tôi. Tôi rất sẵn lòng và thậm chí tham gia hai lần. Ông Biden nói thêm: Hãy chọn ngày đi ông Donald Trump. Tôi nghe nói ông rảnh vào thứ tư. Ám chỉ lịch của ông Trump vào ngày đó sẽ không phải hầu tòa vụ chi tiền bịt miệng ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels. Cùng lúc, chiến dịch của ông Biden đã gửi thông báo nói rằng sẽ không tham gia kế hoạch của ủy ban tranh luận tổng thống. Tổ chức đã sắp xếp các cuộc tranh luận cho ứng viên tổng thống kể từ năm 1988, báo The New York Times đưa tin. Thay vào đó, những cuộc tranh luận sẽ do các hãng truyền thông tổ chức. Thông báo cũng đề xuất thời gian tranh luận là vào tháng 6 và tháng 9. Chưa đầy một giờ sau khi video của ông Biden, cựu Tổng thống Donald Trump đã chấp nhận lời thách thức. Tôi sẵn lòng tranh luận với ông Joe vào thời điểm đã đề xuất. Tôi rất muốn chiều hơn hai cuộc tranh luận và nên tổ chức ở địa điểm rộng vì điều đó rất phấn khích. Mặc dù ông Biden có vẻ như là sợ đám đông, cứ nói tôi biết khi nào tôi sẽ có mặt ở đó. Ông Trump viết trên mạng xã hội của mình Truth Social. Ông Biden và cấp dưới muốn các buổi tranh luận diễn ra trước khi cử tri bỏ phiếu sớm vào tháng 9. Đội ngũ của Tổng thống đương nhiệm cũng sẽ đề xuất tổ chức tại đài truyền hình với micro sẽ tự ngắt nếu ứng viên hết thời gian và không có khán giả. Trước đó, kế hoạch của Ủy ban tranh luận Tổng thống là tổ chức các buổi đối đầu trên sóng truyền hình vào ngày 16 tháng 9, 1 tháng 10 và 9 tháng 10. Các buổi tranh luận là sự kiện quan trọng khi cho phép ứng viên tổng thống thể hiện quan điểm và năng lực trước các cử tri, các khảo sát chỉ ra tổng thống Joe Biden đang xếp sau người tiền nhiệm là Donald Trump và những thông điệp về các vấn đề cốt lõi như kinh tế của ông Biden dường như không gây được tiếng vang lớn với cử tri. Ông Biden và ông Trump cạnh tranh chứng tỏ cứng rắn hơn với Trung Quốc hai ông Biden và Trump đều đang nỗ lực giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Cả hai đều mong muốn áp thuế cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc để chứng tỏ rằng họ có thể bảo vệ sản xuất của Mỹ tốt hơn, cứng rắn với Trung Quốc. Hôm thứ Ba ngày 14 tháng 5, Tổng thống Biden tuyên bố sẽ áp đặt mức thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 18 tỷ USD. Đây là một trong những hành động quan trọng nhất đối với các vấn đề thương mại với Trung Quốc trong nhiệm kỳ của ông. Các mặt hàng bị ảnh hưởng bao gồm xe điện, pin mặt trời, chất bán dẫn, pin tiên tiến, một số vật liệu thép và nhôm nhập khẩu, cũng như thuế của một số thiết bị y tế sẽ tăng. Ông Biden chỉ trích Trung Quốc liên tục bơm lượng lớn tiền của chính phủ và các công ty Trung Quốc trong nhiều năm. Ông nói đây không phải là cạnh tranh, mà là gian lận. Quyết định của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh các bang công nghiệp như Pennsylvania, Michigan và Wisconsin một lần nữa trở thành các bang chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử tháng 11. Công nhân cổ xanh ở các bang này đặc biệt nhạy cảm với các vấn đề về thương mại. Đồng thời cựu tổng thống Trump cũng cho biết, nếu tái đắc cử, ông sẽ áp thuế hơn 60% đối với toàn bộ hàng hóa của Trung Quốc, cao hơn nhiều so với mức ông đặt ra khi phát động cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung năm 2018. Còn về thuế quan thì đầu năm nay ông Trump nói ông không muốn làm tổn hại đến Trung Quốc, nhưng trên thực tế, nước này đang lợi dụng Hoa Kỳ. Hiện tại, hai đối thủ ứng viên tổng thống đang cạnh tranh với nhau, xem ai có thể chống lại mối đe dọa từ hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc và trở thành người bảo vệ gia cấp công nhân của Mỹ ông Myron Brilliant, cố vấn cấp cao tại công ty tư vấn Dentons Global Advisors của Hoa Kỳ, nói với Financial Times rằng cả hai ông Biden và Trump đều đang cố gắng tấn công Trung Quốc và hỗ trợ các công ty cạnh tranh trong nước ở Hoa Kỳ, không ai muốn tỏ ra yếu đuối về vấn đề của Trung Quốc. Trước cuộc bầu cử năm 2020, ông Biden đã chỉ trích chính sách thương mại của ông Trump với Trung Quốc và chỉ trích các mức thuế toàn diện của ông Trump đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Ông Biden nói rằng điều này cũng tương tự như đang trừng phạt người tiêu dùng của Mỹ, nhưng sau khi ông Biden nhậm chức, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp tục. Ngay cả khi lạm phát tăng mạnh vào năm 2022, 2021, ông Biden vẫn không hủy bỏ thuế quan đối với Trung Quốc mà ủng hộ nội dung cốt lõi là bảo hộ thương mại trong chương trình nghị sự của cựu tổng thống Trump. Hôm thứ ba, một lần nữa ông Biden giữ nguyên mức thuế của cựu tổng thống Trump đối với Trung Quốc và tấn công sâu hơn vào các ngành công nghiệp liên quan đến năng lượng sạch, chất bán dẫn và kim loại. Ông nói rằng mức thuế mới này có tính mục tiêu và tính chiến lược hơn. Tuy nhiên, trước khi đến tòa án New York hôm thứ Ba, 14 tháng 5, để trả lời vụ kiện, cựu Tổng thống Trump vẫn chỉ trích ông Biden làm chưa đủ. Ông nói, Trung Quốc hiện đã nuốt chửng Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử năm 2016, ông Trump, người có lập trường cứng rắn với Trung Quốc, đã đánh bại bà Hillary Clinton. Tuy nhiên, việc Tổng thống Biden lựa chọn áp dụng lập trường bảo hộ thương mại nhiều hơn có thể khiến cho ông Trump khó tái tạo được lợi thế này. Một số nhà lập pháp của cả hai đảng cũng kêu gọi ông Biden nên tiến xa hơn. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Sherrod Brown, một đảng viên đảng Dân Chủ từ bang Ohio cho biết, mặc dù thuế quan là điều cần thiết để tạo ra một sân chơi bình đẳng cho người lao động Mỹ, nhưng chỉ thuế quan là không đủ để ngăn chặn sự gia tăng của các sản phẩm được chính phủ Trung Quốc trợ cấp. Ông Brown kêu gọi phải cấm xe điện của Trung Quốc, phải sử dụng mọi công cụ có thể để ngăn chặn hành vi gian lận của Trung Quốc. Thượng nghị sĩ bang Florida ông Marco Rubio, một trong những người có thể tranh cử cùng cựu tổng thống Trump, đã yêu cầu Tổng thống Biden mở rộng thuế quan đối với xe động cơ đốt trong của Trung Quốc. Thượng nghị sĩ gọi động thái của ông Biden là một quyết định thiếu hiểu biết, gây nguy hiểm cho tương lai của các nhà sản xuất ô tô Hoa Kỳ. Các quan chức cấp cao của ông Biden khẳng định họ đã đạt được sự cân bằng giữa cạnh tranh kinh tế, các mục tiêu năng lượng sạch và quan hệ Mỹ-Trung. Đại diện thương mại Hoa Kỳ bà Catherine Tai cho biết đây không phải là vấn đề thương mại leo thang, đây là hậu quả của chính sách kinh tế hàng thập kỷ, và Hoa Kỳ cần phải bảo vệ quyền lợi của mình. FBI, số vụ tấn công cảnh sát Mỹ thi hành công vụ cao kỷ lục trong năm 2023. Theo dữ liệu do FBI của Mỹ thu thập về các vụ giết người và tấn công các nhân viên cảnh sát Mỹ thực thi pháp luật, trên toàn nước Mỹ vào năm ngoái, có 60 trường hợp đã bị giết hại, ít hơn một người so với năm trước đó. Nhưng từ năm 2021 cho đến năm 2023, có nhiều người bị giết hại hơn bất kỳ giai đoạn nào trước đó. Dữ liệu cũng cho thấy sự gia tăng số lượng cảnh sát tiểu bang, liên bang và địa phương bị hành hung và bị thương do súng. Súng là vũ khí phổ biến nhất khiến cho các nhân viên cảnh sát thi hành công vụ thiệt mạng, với 52% trường hợp thiệt mạng vì trúng đạn súng. Một phát ngôn viên của FBI cho biết, số sĩ quan cảnh sát thiệt mạng trong khi thi hành công vụ nghiêm trọng nhất ở miền Nam nước Mỹ, một phần vì khu vực miền Nam tương đối rộng lớn. Năm ngoái, 20 sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng ở các tiểu bang miền Nam, năm trước đó cao hơn là 32 người thiệt mạng. Một phát ngôn viên của FBI nói với Fox News rằng số vụ cảnh sát thiệt mạng năm ngoái đã giảm so với năm trước đó, nhưng sự gia tăng liên tục của các cuộc tấn công đã khiến họ phải nỗ lực tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của vấn đề này. Người phát ngôn đề cập vào năm 2023 có 466 vụ bị tấn công bằng súng, là kỷ lục cao nhất trong 10 năm qua, trong khi trường hợp này vào năm 2014 chưa đến 200. Dữ liệu của FBI được công bố trong tuần lễ cảnh sát quốc gia Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland và các nhà lãnh đạo thực thi pháp luật khác tuần trước đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm ở Washington, D.C. để tưởng nhớ các sĩ quan đã hy sinh. Mỗi tháng trước, bốn thành viên của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Mỹ đã thiệt mạng và bốn sĩ quan khác bị thương trong khi truy đuổi một tội phạm có súng. Giải thích của người trong cuộc, Phó Chủ tịch Joe Gamandi của Liên đoàn Cảnh sát Quốc gia không ngạc nhiên về dữ liệu của FBI Gamandi nói, không nghi ngờ gì về xu thế thù địch đối với các sĩ quan cảnh sát hiện nay. Ông so sánh dữ liệu của FBI với dữ liệu của chính công đoàn của ông. Năm ngoái có 378 cảnh sát bị bắt. Đây là con số cao nhất từ khi chúng tôi bắt đầu theo dõi. Từ năm 2018, số vụ cảnh sát bị bắn đã tăng 60% so với trước đây. Tình hình có vẻ không khá hơn là bao. Trong năm nay, khi đến nay số vụ cảnh sát bị bắn đã vượt cùng kỳ năm ngoái. Cơ khoảng 21 giờ lại có một vụ cảnh sát Mỹ bị bắn. Đây là một vết nhơ do xã hội và là nỗi xấu hổ cho đất nước của chúng ta. Cựu đặc vụ FBI Nicole Parker cũng cho biết rằng cô không ngạc nhiên. Parker nói, đặc biệt là từ mùa hè năm 2020, thì tình trạng bôi nhọ và thiếu tôn trọng nhân viên cảnh sát thực thi pháp luật đã lan rộng ở nhiều thành phố, dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng về niềm tin và tôn trọng của công chúng đối với họ. Việc bôi nhọ cơ quan thực thi pháp luật khiến một số người dễ dàng tìm ra lý do để tấn công hoặc giết chết các nhân viên thực thi pháp luật. Một số người coi các nhân viên thực thi pháp luật là kẻ thù, là những người bạo chúa lạm dụng quyền lực và vi phạm quyền con người được ghi trong hiến pháp. Điều đó khiến việc thực hiện hành vi bạo lực chống lại các nhân viên thực thi pháp luật gia tăng ông parker cũng lập luận rằng xu hướng gia tăng này là một phần do vấn đề giám sát pháp lý và xã hội ngày càng gia tăng gây hạn chế quyền tự vệ của người thi hành công vụ khiến các sĩ quan cảnh sát không dám tự vệ ngay cả khi hoàn toàn chính đáng ông parker cho hay sự gia tăng trường hợp sĩ quan cảnh sát bị tấn công và tử vong trong vài năm qua có nguyên nhân không nhỏ từ việc họ e dè trong thực hiện quyền tự vệ Lý do họ không tự vệ là vì họ cảm thấy họ không thể làm được, hoặc bạn bị bắn chết, hoặc bạn phải bắn người khác để bảo vệ mình, nhưng vấn đề pháp luật gây hiện tượng tâm lý không dám mạnh mẽ thực hiện quyền tự vệ là thực tế. Ông Kennedy cũng đưa ra quan điểm tương tự, chính trị gia, giới truyền thông, những kẻ nói dối và các nhà hoạt động nhận ra rằng họ có thể kiếm tiền và tăng cường ảnh hưởng bằng cách bô nhỏ cảnh sát, dẫn đến việc cảnh sát bị coi thường, bị xem là thành phần thấp kém trong xã hội này. Ông cũng chỉ ra, hệ thống tư pháp hình sự cánh cửa xoay của Mỹ, hãy nhìn vào dữ liệu 85% tội phạm giết cảnh sát đều có tiền án, trong số đó 71% từng bị kết án trọng tội. Comedy đề xuất, các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện nên thông qua dự luật bảo vệ và phục vụ để coi việc cố ý tấn công một sĩ quan cảnh sát là tội phạm liên bang. Đối với các vụ án này, cần hạn chế quyền hạn các công tố viên địa phương thiếu trách nhiệm, bảo đảm những tội phạm tấn công cảnh sát sẽ bị trừng phạt đúng mức trong nhà tù liên bang. Ông nói thêm, các cơ quan cảnh sát cũng cần ưu tiên huấn luyện phục kích cho các sĩ quan, vì năm ngoái xảy ra 115 vụ phục kích, khiến cho 136 sĩ quan bị bắn. Nhìn chung, chúng ta cần ngừng coi cảnh sát là sự hiện diện vô giá trị ở đất nước này. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại